Rất là biết ơn các em học sinh đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 30. Bài 2.1 Giải các phương trình sau. Câu A X nhân cho x trừ 2 bằng 0 Thì bài này mình dễ dàng mình nhìn thấy là có dạng là ax nhân cho bx bằng 0 thì hoặc là ax bằng 0 hoặc là bx bằng 0 một trong hai bạn này bằng 0 thì cái tích này sẽ bằng 0 x bằng 0 hoặc x trừ 2 bằng 0 x bằng 0 hoặc x bằng cái này là x bằng 2 ha rồi chúng ta kết luận thôi Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2 Chúng ta xong câu A Chúng ta sang câu B. 2x cộng 1 nhân cho 3x trừ cho 2 bằng 0. Bài này cũng vậy. A bằng 0 hoặc là B bằng 0. 2x cộng 1 bằng 0. Hoặc 3x trừ 2 bằng 0. Rồi tới đây là mình có thể dễ dàng mình tính được là x sẽ bằng 1 mình chuyển sang bên phải là trừ 1 chia 2 đúng không? Trừ 1 phần 2. Hoặc bạn này số 2 trừ 2 mình chuyển sang bên phải là là 2 chia 3. X bằng 2 phần 3. Kết luận. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng trừ 1 phần 2 và x bằng 2 phần 3. Rồi, mình xong ha. Chúng ta sang bài 2.2 câu A x bình trừ 4 cộng cho x nhân cho x trừ 2 bằng 0 thì phương trình này chưa phải là phương trình tích cho nên việc đầu tiên chúng ta sẽ đưa về dạng phương trình tích mình thấy nè 4 chính là 2 bình do đó đây có dạng là A bình trừ cho B bình thì theo hạn thức chúng ta sẽ được A trừ B nhân cho a cộng b Đó, b đóng vai trò là số 2 bạn này thì ghi lại x nhân x trừ 2 bằng 0. Có nghĩa là chúng ta đang cố gắng phân tích với trái thành nhân tử. Lúc này mình thấy x trừ 2 nè, x trừ 2 giống nhau nè. Chúng ta lấy x trừ 2 ra ngoài. Trong ngoặc chúng ta còn x cộng 2 cộng x nữa, đúng không? x cộng x thì mình được 2x cộng 2 bằng 0. Rồi tới đây là đưa được về dạng phương trình tích rồi. Bạn này bằng 0 hoặc là bạn này bằng 0. X 2 bằng 0 hoặc 2X cộng 2 bằng 0. X 2 bằng 0 thì X của chúng ta sẽ bằng 2. Còn bạn này, số 2 mình chuyển sang phải là trừ 2 trừ 2 chia cho 2 x bằng trừ 1 rồi chúng ta kết luận vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng trừ 1 và x bằng 2 chúng ta xong A ha Câu B. 2x cộng 1 tất cả bình trừ cho 9x bình bằng 0. Thì đây cũng vậy, đây chưa phải là phương trình tích. Trên việc đầu tiên chúng ta sẽ đưa nó về dạng phương trình tích. Bằng cách là chúng ta phân tích vế trái thành nhân tử. Có nghĩa là phân tích đa thức này thành nhân tử. Thì phân tích này như thế nào thì chúng ta đã được học ở ở lớp 8 rồi đúng không? Ở đây mình có nè, 2x cộng 1 tất cả bình, chính chính là 3 bình. Chính chính là 3 bình. Do đó đây chính là 3x tất cả bình. Lúc này mình thấy có dạng là A bình trừ cho B bình. À, hàng đẳng thức đúng không? Mình sẽ được A trừ B nhân A cộng B. A này là 2x cộng 1 trừ B này B chính là 3x. Nhân cho A này 2x cộng 1 cộng cho b là cộng cho cho 3x. Bây giờ mình đi rút gọn. 2x mà trừ cho 3x thì còn trừ x. 2x cộng cho 3x thì chúng ta được 5x. Đó, chúng ta đã đưa được về dạng phương trình tích. Tới đây, hoặc ax bằng 0 hoặc là vế bằng 0. 1 trừ x bằng 0. Hoặc 5x cộng 1 bằng 0. 1 trừ x bằng 0 có nghĩa là x của chúng ta sẽ bằng 1, đúng không? Bởi vì 1 trừ 1 bằng 0. Còn bản này, 1 mình chuyển sang bên phải, thì mình được trừ 1, rồi mình chia cho 5. Rồi chúng ta xong ha, mình kết luận thôi. Vậy. Phương trình có hai nghiệm là x bằng 1 và x bằng trừ 1 phần 5. Chúng ta xong ha. chúng ta sang 2.3 giải các phương trình sau câu a 2 nhân cho 2 x cộng 1 cộng cho 1 phần x cộng 1 bằng 3 nhân cho 2 x cộng 1 nhân cho x cộng 1 thì bài này mình thấy là ở dưới mẫu có chữ ẩn ẩn là x trên việc đầu tiên là chúng ta phải đi tìm điều kiện xác định ha tìm điều kiện xác định điều kiện xác định là x x cộng một phải khác không x cộng một khác không có nghĩa là x sẽ khác khác trừ một x cộng một khác không thì x phải khác trừ một còn bảng này 2x cộng 1 phải khác không thì x phải phải khác trừ 1 phần 2. Mình cứ ghi là 2x cộng 1 khác không rồi mình giải bình thường nha. Chuyển 1 qua bên phải là trừ 1, trừ 1 chia 2. Đây là điều kiện xác định. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quy đồng mẫu. Quy đồng mẫu. Mình thấy bên phải nè. Bên phải là 2x cộng 1. Nhân với x cộng 1. Đây. Chính là 2x cộng 1 với x cộng 1 nè. Như vậy thì mẫu thức chung. Chúng ta sẽ lấy là 2x cộng 1. Nhân với x cộng 1. Đúng không? Như vậy thì bạn này. Chúng ta cần nhân cho cái lượng x cộng 1 nha. Đây. 2 này Ở dưới mẫu là 2x cộng 1 nè. Bây giờ chúng ta nhân cái lượng x cộng 1 vào mẫu nhân x cộng 1 thì tử cũng nhân cho x cộng 1 còn bạn này bạn này là có cái lượng x cộng 1 rồi có cái lượng x cộng 1 rồi bây giờ chúng ta cần nhân cho cái lượng 2x cộng 1 mẫu nhân cho 2x cộng 1 thì tử chúng ta cũng nhân cho 2x cộng 1 1 nhân cho 2x cộng 1 thì chính là là 2x cộng 1 bên phải chúng ta viết lại 2x cộng 1 nhân cho x cộng 1. Lúc này mẫu giống nhau hết rồi. À, chúng ta bỏ mẫu nha, bỏ mẫu. Bỏ mẫu thực chất là chúng ta nhân hai vế cho cái mẫu đó. Từ đây chúng ta suy ra được là hai nè nhân x cộng 1 nè, cái tử này cộng cho đây là 2x cộng 1 sẽ bằng bằng cái tử này. Đó, nhân hai vế cho cái mẫu thì những cái mẫu này nó sẽ triệt tiêu cho nhau rồi bây giờ mình rút gọn ta nhân vào 2 nhân x là là 2x 2 x 1 là 2 đây là 2x cộng 1 bằng 3 lúc này 2 x 2x là chúng ta được 4x 2 cộng x 1 là 3 chuyển sang phải 3 3 là bằng bằng 0 điều này x bạn x bằng 0. Làm tới đây rồi chúng ta so sánh với điều kiện. Điều kiện của ta là điều kiện của chúng ta là à sorry các em, x khác nha, yeah, sorry. Điều kiện của chúng ta là x khác trừ 1 và x khác trừ 1 phần 2. Mà ở đây là x bằng 0, vậy thì thỏa mãn khác trừ 1 và và khác trừ 1 phần 2. Mình ghi là thỏa điều kiện xác định ha thỏa điều kiện xác định và mình kết luận thôi vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng không đây tôi đã xong câu a ha Cô B 1 phần x cộng 1 trừ cho x phần x bình trừ x cộng 1 bằng 3x phần x mũ 3 cộng 1. Thì các bạn chú ý rằng là x mũ 3 cộng 1, 1 chính là 1 mũ 3. Thì chính là bằng hai bạn này nhân với nhau. Nè, theo hai đẳng thức chúng ta có là A mũ 3 cộng cho B mũ 3 sẽ bằng A cộng B. A bình trừ cho AB cộng cho B bình. Như vậy thì x mũ 3 cộng cho 1, 1 chính là là 1 mũ 3 sẽ bằng x cộng 1, x bình trừ x nhân 1 cộng 1 bình. Đó, có nghĩa là bạn này sẽ bằng hai bạn này nhân với nhau nhưng mà chú ý rằng là việc đầu tiên chúng ta phải đi tìm điều kiện xác định x cộng một khác không thì x phải khác khác trừ một bạn này cũng vậy bạn này khác không thì x khác trừ một còn bạn này bạn này gọi là bình phương thiếu của một hiệu nè, bình phương thiếu của một hiệu bạn này cũng luôn luôn khác không thực tế là bạn này luôn luôn lớn hơn không nên chúng ta không cần giải ha còn vì sao vì sao bạn này luôn luôn lớn hơn không thì đây thầy bóc ra thầy giải thích cho các bạn thấy ha đây chính là x bình nè trừ cho x chính là 2x nhân 1 phần 2 đó trừ x chính là trừ 2 nhân x nhân 1 phần 2 nè 2 nhân 1 phần 2 là hết nè rồi thầy cộng cho 1 phần 2 tất cả bình Rồi cộng cho 1 Cộng cho 1 Ở đây thầy cộng cho 1 phần 2 tất cả bình Thì thầy phải trừ đi 1 phần 2 tất cả bình Cho nó hề ha Thầy cộng thêm cái lượng này Thì thầy phải trừ bớt cho cái lượng này Còn ở đây thầy nhân cho 2 Thì phải thầy phải chia cho 2 Nó mới hề Đó Thầy làm vậy để chi Để lúc này đây có dạng hành thức A bình trừ 2AB cộng B bình Bạn này theo hành thức Thì chúng ta được là X trừ cho 1 phần 2 Tất cả bình còn bạn này 1 trừ cho 1 phần 4 1 à, phần 4 thì chúng ta được 3 phần 4 Đó các bạn thấy không Bạn này á bình phương cho nên luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 Mà cộng cho 3 phần 4 nữa Thì bạn này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 3 phần 4 Đó có nghĩa là bảo đảm luôn luôn khác không đúng không Bạn này bảo đảm khác không Khác không có nghĩa là bạn này khác không Đó thì giải thích cho các em hiểu thôi còn khi làm thì chúng ta không cần trình bày điều kiện xác định xh trừ một ok rồi right. bước tiếp theo chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu và khử mẫu ha mình chỉ cần ghi quy đồng mẫu thôi cũng được còn cái phần mà khử mẫu thì chúng ta sẽ ghi là suy ra ha thì bây giờ bạn này là mẫu ok rồi hai bạn này mình nhân lại ha nhân lại để nhân nhanh này mình nhân chéo lên nhăn chéo lên để quy đồng nhanh ha nhanh chéo lên đó nhân chéo lên một nhân cho cái này thì viết lại nè là x bình trừ x cộng 1 rồi trừ cho bạn này mình nhân chéo lên nha nhân chéo lên là x nhân với x cộng 1 đó mẫu bạn này là x cộng 1 nhân cho x bình trừ x cộng 1 bằng 3x còn bạn này x mũ 3 cộng 1 x mũ 3 cộng 1 thì chúng ta để x mũ 3 cộng 1 cũng được còn không thì chúng ta viết cho nó rõ ra x cộng 1 x bình trừ x cộng 1 đó viết rõ ra cho người ta thấy rằng là hai cái mẫu này giống nhau rồi rồi từ đây mình suy ra đó suy ra có nghĩa là quy đồng mẫu và khử mẫu khử mẫu là nhân hai vế cho cái mẫu thì lúc này cái mẫu nó sẽ mất bây giờ chúng ta được hai cái tử bằng nhau x bình trừ x cộng 1. Cái này thì nhân vào luôn. x nhân x x bình trừ x nhân 1 là trừ x bằng bằng 3x. Rồi lúc này x bình nè, trừ x bình nè, hết. x bình trừ x bình hết. Bạn này trừ x với trừ x là trừ 2x. Trừ 2x ở đây 3x chúng ta chuyển sang bên trái hay là chúng ta trừ x với trừ x chúng ta chuyển sang bên phải nha trừ x với trừ x là trừ 2x mình chuyển sang bên phải là cộng 2x 3x với 2x là là 5x bên trái chúng ta còn số 1 1 bằng 5x có nghĩa là 5x bằng 1 5x bằng 1 thì x của chúng ta sẽ bằng 1 phần 5 chia 2 vế cho 5 rồi, chúng ta tìm được x rồi đó. Tìm xong mình so sánh với điều kiện Điều kiện là x khác trừ 1 À cái đây x bằng 1 phần 5 thì thỏa mãn khác trừ 1 Thỏa điều kiện xác định Vậy Phương trình đã cho Có một nghiệm Là x bằng 1 phần 5 Rồi chúng ta xong 2.3 bây giờ chúng ta sang 12.4 Bắc An có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài là 14m và chiều rộng là 12m chiều dài chiều rộng bác dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như hình 2.3 nhà đây xây nhà như đây còn lại là sân vườn biết diện tích mảnh đất làm nhà là 100 mét vuông hỏi x bằng bao nhiêu mét ha hỏi x bằng bao nhiêu mét có nghĩa là trừ cái cái sân vườn này là bao nhiêu nè trừ cái này bao nhiêu cái này bao nhiêu để mà cái diện tích đất làm nhà là 100 mét vuông thì bây giờ chúng ta muốn tìm cái gì thì chúng ta gọi cái đó thôi mà ở đây người ta cho rồi à, người ta ít rồi không cần gọi nữa đúng không thì mình thấy nè cái phần diện tích làm nhà của mình á mình biết được hai cạnh của nó à, cạnh này cạnh này thì chính là bằng 12 trừ x đúng không cạnh này nè là bằng 12 trừ x còn cạnh này cạnh này thì bằng 14 trừ cho cho x cộng 2 đúng không 14 trừ cho x cộng 2 đó mình biết được hai kích thước của nó thì có được hai kích thước này chúng ta nhân lại là mình sẽ ra được diện tích là ra cái này đó rồi giải phương trình này là xong thôi ha rồi thì bây giờ mình lý luận cho người ta thấy nè. Phần đất làm nhà nha phần đất làm nhà là một mảnh đất hình chữ nhật. Thì 2.4. Phần đất làm nhà là một mảnh đất hình chữ nhật. Mình nhìn thấy nó giống hình vuông đó nhưng mà chưa chắc nó là hình vuông đúng không phần đất làm nhà là một mảnh đất hình chữ nhật thì thực chất là hình vuông cũng là một trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật à, không sao cả phần đất làm nhà là một mảnh đất hình chữ nhật bây giờ mình cũng chưa biết được cái chiều nào là chiều dài chiều nào là chiều rộng đúng không thì mình cứ nói là phần đất làm nhà là một mảnh đất hình chữ nhật với hai kích thước là à, với hai kích thước là dài rộng thì mình chưa biết bạn này chính là từ đây tới đây là 12 trừ cho x 12 trừ cho xm và và bạn này bạn này chính là 14 14 trừ cho x cộng 2 được chưa và 14 trừ cho x cộng 2 x cộng 2m. Đó, 2 m đó hai kích thước rồi đề cho chúng ta là diện tích đất làm nhà là 100 mét vuông đó. thì mình có hai cái kích thước này một cái là dài một cái là rộng mình chưa biết nhưng mà bây giờ mình nhân vô thì mình sẽ có được diện tích đất làm nhà ha từ đây mình suy ra diện đất làm nhà là 12 trừ x bạn này 14 trừ cho 2 thì mình còn 12 à vậy là bạn này mình rút gọn mình cũng được 12 trừ x luôn đó 12 trừ x à vậy rõ ràng là hình vuông đúng không hình vuông bạn này chúng ta rút gọn mình được 12 trừ x mất vuông đó diện tích cách làm nhà à tới đây mình đặt điều kiện nữa nha thì x của chúng ta phải nhỏ hơn 12 đúng không x phải nhỏ hơn 12 bởi vì x mà lớn hơn 12 thì cái kích thước này âm mất có nghĩa là điều kiện điều kiện của chúng ta là x nó lớn hơn không và phải bé hơn bé hơn 12 đó mình gọi là điều kiện sao để tí nữa mình nói mình đề cập tới nói cho nó nhanh rồi đề cho là diện tích đất làm nhà là 100 mét vuông có nghĩa là bạn này sẽ bằng 100 mét vuông đúng không rồi theo đề ta có phương trình 12 trừ x nhân cho 12 trừ x bằng 100 12 trừ x nhân cho 12 trừ x chính là 12 trừ x bình. 100 chúng ta chuyển sang bên trái là trừ 100. 100 chính là 10 bình. Đó, lúc này có dạng là A bình trừ cho B bình. Đó, mình sẽ đưa về dạng phương trình tích. ha A bình trừ B bình. Thì mình được là A trừ B nhân cho A cộng B Lúc này chúng ta được là rút gọn nữa. 12 trừ 10 thì chúng ta được 2 trừ x. 12 cộng 10 là 22 trừ x bằng 0. Đó, tới đây là mình có thể giải được rồi. A bằng 0 hoặc B bằng 0. Có nghĩa là 2 trừ x phải bằng 0. Hoặc 22 trừ x bằng 0. 2 trừ x bằng 0 thì x rõ ràng x của chúng ta sẽ bằng 2 hoặc bạn này x sẽ bằng bằng hai mươi hai bởi vì hai mươi hai trừ hai hai sẽ bằng không đúng không và giá trị này mình thấy không thỏa mãn điều kiện sau ha x của chúng ta phải bé hơn mười hai mà đã x bằng hai hai không nhận ha giá trị này chúng ta loại vì không thỏa điều kiện sau đó không thỏa điều kiện sao rồi chúng ta tìm được x rồi đề hỏi gì hỏi x bằng bao nhiêu mét à cái luận thôi vậy x bằng x bằng hai mét Chúng ta sang bài 2.5. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Hai người cùng làm được 4 giờ thì người thứ nhất bị điều đi làm công việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm việc trong 12 giờ nữa thì xong công việc. Gọi ít là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc. Đơn vị tính là giờ, ít lớn hơn không. Câu A, hãy biểu thị theo x khối lượng công việc mà người thứ nhất làm được trong 1 giờ. Mình cứ mình xử lý đã. Mình thấy nè, x là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc. Có nghĩa là đơn vị tính của x là giờ, có nghĩa là một công việc người thứ nhất làm trong x giờ đúng không một công việc người thứ nhất làm được x giờ vậy bây giờ người ta hỏi mình là khối lượng công việc mà người thứ nhất làm được trong một giờ vậy thì trong một giờ Đó, giờ để thế giờ bao nhiêu phần công việc Đó, muốn tính bạn này thì chúng ta nhân chéo chia ngang thôi đúng không một nhân một chia x Đó, như vậy thì mình suy ra được chỗ này là một phần x công việc nhân chéo chia ngang ha nhân chéo chia ngang rồi mình giải quyết được ý thứ nhất này ha mình nói là trong ít giờ hoặc là người thứ nhất làm một mình xong công việc trong ít giờ người thứ nhất làm một mình trong ít giờ thì xong công việc từ đó mình suy ra là trong một giờ người thứ nhất sẽ làm được một phần x công việc một phần x công việc hoặc là một phần x khối lượng công việc đều được nha người thứ nhất làm một mình trong ít giờ thì xong công việc từ đó mình suy ra là trong một giờ người thứ nhất sẽ làm được một phần ít công việc rồi mình xong được cái thứ nhất ha đây câu a này ý tiếp theo khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong một giờ khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong một giờ làm sao để mình tính khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong một giờ thì mình thấy là hai người làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ phải thì trong một giờ hai người sẽ làm được 1 phần 8 công việc đúng không trong một giờ hai người làm được 1 phần 8 công việc mà người thứ nhất làm được 1 phần ít công việc vậy người thứ hai là chúng ta sẽ lấy cái tổng là 1 phần 8 mình trừ cho 1 phần ít là ra công việc người thứ hai làm trong một giờ Đây ha. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Từ đây mình suy ra là trong 1 giờ hai người làm chung được 1 phần 8 công việc. Đó, chúng ta cũng nhân chéo chia ngang thôi. Đây, một công việc làm chung trong 8 giờ xong. Hỏi trong 1 giờ thì làm được bao nhiêu phần công việc. Đó, chúng ta cũng nhân chéo chia ngang ha. Là 1 phần 8 công việc. Đó. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Từ đó mình suy ra là trong 1 giờ hai người làm chung được 1 phần 8 công việc. Đó. Hai người làm chung được 1 phần 8 công việc trong 1 giờ. Mà trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1 phần ít công việc. Vậy thì phần còn lại là của người thứ hai Đúng không? Người thứ nhất. Người thứ hai cộng lại bằng 1 phần 8. Vậy thì người thứ hai sẽ bằng 1 phần 8 trừ cho 1 phần x. Đó. Từ đây chúng ta tiếp tục suy ra là trong 1 giờ nè, à, trong 1 giờ người thứ hai sẽ làm được người thứ hai làm được hai người làm chung thì được 1 phần 8 mình trừ cho cái phần việc mà người thứ nhất làm thì đây chính là phần việc mà người thứ hai làm đó công việc trong một giờ người thứ hai sẽ làm được đó. mình lấy cái phần làm chung mình trừ cho công việc của người thứ nhất thì còn lại là công việc của người thứ hai làm cô b hãy lập phương trình theo x và giải phương trình đó sau đó cho biết nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong công việc đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập phương trình theo x. Lập phương trình theo x. Lập phương trình làm sao? Đây. Hai người làm chung trong 8 giờ thì xong. trong 8 giờ xong giờ thứ nhất giờ thứ hai thứ ba thứ 4, thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám hai người làm chung trong 8 giờ thì xong hai người cùng làm được 4 giờ thì người thứ nhất bị điều đi làm công việc khác làm chung trong 4 giờ 8 giờ xong thì trong 4 giờ sẽ làm được được một nửa đúng không trong 4 giờ làm được một nửa đó và lúc này người thứ nhất làm được điều đi làm công việc khác và người thứ hai sẽ làm tiếp phần việc còn lại, phần việc còn lại chính là một phần hai công việc, à một nửa, một phần hai công việc. và đề cho là người thứ hai làm việc trong 12 giờ nữa thì xong, đó. có nghĩa là làm một phần hai công việc còn lại trong trong 12 giờ, 12 công việc còn lại trong 12 giờ, mà chúng ta đã biết rằng là 1 giờ người thứ hai làm được nhiêu này, như vậy thì trong 12 giờ thì chúng ta lấy bảng này nhân cho 12, thì sẽ được một nửa công việc, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể lý luận như thế này cũng được, người thứ hai làm trong 12 giờ thì xong một phần hai công việc, từ đó mình suy được trong 1 giờ thì sẽ làm được nhanh chéo chia ngang. Nhanh chéo chia ngang, là 1/2 chia cho 12 là bằng 1/24 công việc. Đó, trong 1 giờ làm được 1/24 công việc. Mà ở đây trong 1 giờ làm được 1/8 1/x. Đó, có nghĩa là 1/8 1/x sẽ bằng 1/24. Đúng không? Đó, chúng ta làm theo cách này thì chúng ta sẽ tìm ít nó đơn giản hơn nha đây mình nói là mình lý luận nè hai người làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ nha hai người làm chung một công việc thì xong. Trong 8 giờ. Hai người cùng làm được 4 giờ. À như vậy thì mình suy ra trong 4 giờ ha. À, từ đó mình suy ra trong 4 giờ hai người làm được. Hai người làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Như vậy thì trong 4 giờ hai người sẽ làm được 4/8. Đúng không? Hay nói khác là 1/2 công việc. 8 giờ thì xong. Như vậy thì trong 4 giờ thì sẽ làm được 4/8 công việc. Chính xác là 1/2 công việc. Rồi đề cho là người thứ hai tiếp tục làm việc trong 12 giờ nữa thì xong công việc. Có nghĩa là hai người đã làm được trong 4 giờ và làm hết 1 phần 2 công việc như vậy thì từ đây mình suy ra được là 1 phần 2 công việc còn lại người thứ hai làm trong 12 giờ đúng không trong 12 giờ thì người thứ hai sẽ làm nốt công việc còn lại nốt công việc còn lại có nghĩa là một nửa công việc còn lại đó từ đây mình suy ra trong một giờ thì người thứ hai sẽ làm được là nhanh chéo chia ngang đúng không từ đây mình suy ra là trong một giờ người thứ hai làm được người thứ hai làm được nhanh chéo chia ngang nhanh chéo đây một giờ thì mình để giảm nguyên cái thời giờ ha 1 giờ để đây. Muốn tính phần công việc thì chúng ta Nhăn chéo chia ngang là 1/2 chia cho 12. 1/2 chia cho 12 bằng 1/24 công việc. Đó. Rồi, bài toán tới đây là thấy muốn xong rồi đó. Bút giờ quang của thầy biến nó rồi. Đấy ha trong một giờ người thứ hai làm được nhiêu này công việc và cũng trong một giờ người thứ hai làm được nhiêu này công việc đó có phải là hai bạn này sẽ bằng nhau đúng không Đấy không kỹ thì mình ghi là từ một và hai ta có ha chúng ta có thể gọi đây là là một nhỏ cái đây là hai nhỏ đó, từ 1 và 2 ta có Cho nó chặt chẽ Còn không thì Mình cứ ghi là ta có phương trình ha Mình ghi ta có phương trình cũng được Còn không thì ghi từ 1 và 2 Ta có phương trình Đó Trong 1 giờ, người thứ hai làm được 1 phần 8 trừ cho 1 phần x công việc. Trong 1 giờ, người thứ hai làm được 1 phần 24 công việc à. Rồi bây giờ mình giải phương trình này thôi 1 phần x 1 phần x thì chuyển sang bên phải Thì 1 phần 24 thì chuyển sang bên trái 1 phần 24 thì chuyển sang bên trái 1 phần 8 mà trừ cho 1 phần 24 1 phần 8 là 3 phần 24 3 phần 24 trừ 1 phần 24 thì chúng ta được 2 phần 24 2 phần 24 chúng ta rút gọn được 1 phần 12 chúng ta có thể làm ngoài nháp cũng được nha trừ 1 phần x thì chuyển sang bên phải 1 phần 4 thì chuyển sang bên trái 1 phần 8 trừ 1 phần 4 1 phần 8 chính là 3 phần 24 3 phần 24 trừ 1 phần 24 là mình còn 2 phần 24 2 phần 24 chúng ta rút gọn là 1 phần 12 1 phần x 1 phần x mà bằng 1 phần 12 2 phân thức này bằng nhau mà tử bằng nhau rồi, suy ra mẫu bằng nhau x bằng 12 được không chúng ta đã tìm được x thỏa điều kiện đúng không thỏa điều kiện ha thỏa điều kiện đó thỏa điều kiện mình kết luận thôi hãy lập phương trình theo x mình lập xong rồi này và giải phương trình đó giải xong luôn rồi sau đó cho biết nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong công việc đó. Thì ít của chúng ta chính là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc. Và mình kết luận đã. Vậy, người thứ nhất làm một mình thì xong công việc trong 12 giờ. À. Vậy, nếu người thứ nhất làm một mình. Nếu người thứ nhất làm một mình. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sẽ xong công việc trong 12 giờ. Đó. Người thứ nhất làm một mình thì sẽ xong công việc trong 12 giờ. Còn người thứ hai thì sao? Còn người thứ hai thì sao? Có chỗ nào để tính người thứ hai không hề? À, người thứ hai thì mình tính, à đơn giản hơn các bạn. Mình có hai cách để tính người thứ hai. Hai cách để tính người thứ hai. Một á là chúng ta thế x bằng 12 chúng ta thế x bằng 12 mình thế vào đây thế x bằng 12 vào đây thì chúng ta sẽ tính được một giờ người thứ hai làm được nhiêu này rồi từ đó mình suy ra khối lượng công việc mà người thứ hai làm trong bao nhiêu giờ thì xong đó hoặc là cách này mình làm sẽ nhanh hơn trong 1 giờ, người thứ hai làm được 1/24 công việc. À, trong 1 giờ làm được 1/24 công việc thì rõ ràng người thứ hai sẽ hoàn thành công việc đó trong 24 giờ, đúng không? Đây. Trong 1 giờ người thứ hai làm được 1/24 đây 1 phần 24 công việc từ đó mình suy ra là người thứ hai người thứ hai làm một mình sẽ xong công việc trong 24 giờ đó một giờ thì làm được 1 phần 24 công việc như vậy thì làm xong công việc sẽ trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng lý luận tương tự như vậy thôi. 1 giờ làm được 1 phần 24 công việc. Hỏi bây giờ muốn làm một công việc thì trong bao nhiêu giờ xong? Đó, mình nhân chế chia ngang. Nha. 1 chia cho 1 phần 24. Chính là bằng 24. 24 giờ. Ok, chúng ta xong ha. thì thực chất là bài này chúng ta à không cần lập phương trình này chúng ta cũng tìm được ít các bạn mình cũng tìm được ít bằng cách là trong một giờ người thứ hai làm được 1 phần 24 công việc trong một giờ người thứ hai làm được 1 phần 24 công việc thì sao nữa từ đó mình mới tính được trong một giờ người thứ nhất làm được trong 1 giờ hai người làm chung thì được 1 phần 8 công việc. Mà trong 1 giờ người thứ hai làm được 1 phần 24 công việc. Vậy thì mình lấy 1 phần 8 mình trừ cho 1 phần 24 là ra công việc của người thứ nhất làm trong 1 giờ. Đúng không? Đây, trong 1 giờ thì hai người làm được trong 1 giờ hai người làm 1 phần 8 công việc đó, bởi vì hai người làm xong công việc trong 8 giờ có nghĩa là trong 1 giờ thì hai người sẽ làm 1 phần 8 công việc mà mình lý luận được là trong 1 giờ người thứ hai người thứ hai làm được 1 phần 24 công việc từ đây mình suy ra là trong 1 giờ người thứ nhất làm được 2 giờ hai người làm được 1 phần 8 mà người th... trong 1 giờ hai người cùng làm là 1 phần 8 mà người thứ hai làm được 1 phần 24 từ đây mình 1 phần 24 từ đây mình có là 3 phần 24 trừ 1 phần 4 là 2 phần 24 chính là 1 phần 2 1 phần 12 đó trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1 phần 12 công việc thì rõ ràng người thứ nhất sẽ làm xong công việc trong 12 giờ đúng không À, có nghĩa là bài này chúng ta không cần đặt ít là ẩn thì chúng ta vẫn xử lý được mình vẫn tìm được cái đáp án của bài toán là nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu xong công việc đó đó thì thầy nói một cái hướng khác để cho các bạn tham khảo thôi ha rồi chúng ta xong bài tập ở trang 30 rất là biết ơn các em đã xem hết video hẹn gặp lại các em ở video sau bye bye